Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop đồng hồ Xi Nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 23 tháng 6. Và thông tin chốt hàng em có để trên bảng nha mọi người nha. Hôm nay cái giọng em nó bị khan tiếng và tắt tiếng nên em sẽ nói nhỏ là mọi người cố gắng nghe giùm em nha mọi người. Rồi, lưu ý giùm em là số tài khoản em để trên và dưới thì cùng một số tài khoản và cùng một chủ tài khoản thì mình có thể chuyển qua tài khoản nào cũng được, nhưng mình nhớ ghi lưu ý giùm em là mình note giùm em vào với cái phần ghi chú, cái phần mà nội dung chuyển khoản á, là mọi người ghi giùm em là mã gì, cọc mã gì hoặc là thanh toán mã gì, thì mình ghi giùm em mã đồng hồ á mọi người, A1B1 hay gì đó mình ghi vô để bên em biết để chốt hàng nha mọi người. Rồi về chuyển về cọc á, số tiền cọc á thì cọc từ 100, 200, 300 đến 500, 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình, và em sẽ báo số tiền cọc khi mà mình nhắn tin với em. Rồi về máy, bên em sẽ bảo hành máy cho mình 1 tháng. Hàng Xi bên em không bảo hành nước nha mọi người nha. Bên em chỉ hỗ trợ làm gon chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em để nguyên bản. Rồi vì có những cái đồng hồ nó đã có độ chống nước riêng của nó rồi, mình chỉ kiểm tra lại thôi, hoặc là có những con không cần phải kiểm tra, tùy từng con nha mọi người nha. Rồi khách chuyển khoản hết, bên em sẽ phi ship đơn tối thiểu từ 400.000, dưới 400 mình trả ship giùm em. Nếu chuyển khoản hết bên em cộng 20.000 tiền ship, còn nếu mọi người cọc thì phí ship vẫn là 35.000. Rồi từ vài triệu cho đến mấy triệu thì bên em sẽ trả tiền phí bảo hiểm, mình trả tiền ship nếu cọc. Chuyển khoản hết bên em phi luôn phí bảo hiểm, phi luôn ship. Rồi khi mở hàng hoặc là có shipper đó hay là không có shipper thì mở hàng mình vẫn phải quay video mở hàng giúp em từ đầu luôn nha mọi người, từ đầu cái hộp và cho đến lúc gạch ra, lúc mở ra luôn, chứ không phải mở ra xong mình mới quay nha mọi người nha. Bên em chỉ hỗ trợ khi có video mở hàng thôi. Về vấn đề mất hàng, sai hàng, thiếu hàng, bên em sẽ dùng cái video đó để giải quyết với bên vận chuyển, nên mình cố gắng quay video mở hàng giúp em. Số điện thoại em có để trên bảng là 496 đuôi. Cái số này mình có thể nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua SMS đều được. Đó, nếu mà gọi máy bận thì mình cứ nhắn tin chờ em trả lời nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã, mã hôm nay em lấy sẽ là mã C1 cho em nha mọi người. C1 em lên cho mình một con của nhà quân đội này đi. Đây, con này là con quân đội của Nhật nè mọi người. À, gọi là gì ta, hải quân hay là gì, cái gì quân hàng không gì đó. Size con này size 43 không, 42 nha mọi người nha. 42 cho em, nếu mà em đo trên này không có đo xuống như này. 42 cho em đây nè, đây là viết tắt của từ Japan Group Shell gì đây nè. Đó, cái này là có cái lá cờ của Nhật nè mọi người. Bản 6 kim nha, này chuẩn made in Japan luôn, không sản xuất qua nước thứ ba. Một góc lịch xéo cho em như thế này. Mặt bên trong của nó là hoa văn sọc ngang màu xanh ngọc bích, rất đẹp. Rồi đằng sau nè, khóa dập hiệu cho em, khóa gài thông minh, chuẩn thép đúc luôn. Hai bên của nó là hai bên ấy, mà ở giữa cái phần này của nó là nhám nha mọi người. Rồi ở đằng sau như thế này cho em nha. Đó, made in Japan nè. Số series nè. Chống nước 100m đít xoáy nè. Bộ vỏ này rất là bền màu, mọi người khỏi phải sợ về vấn đề màu. Thường là những cái bộ vỏ này là người ta đeo tới hỏng đồng hồ mà hư, chưa có hư vỏ luôn á. Rồi lên cho em con này nha. Con quân đội này em bán cho mình với giá là 770.000. Quá rẻ luôn, sản xuất nghiêm ngặt tại Japan luôn. Mã nó sẽ là mã C1. Em mã đầu tiên, mã thứ hai. Mã C2 nha mọi người nha. Mã C2 em lên cho mình một con của nhà, con này đi.
Con này con Thụy Sĩ nha mọi người, Swatch with Thụy Sĩ. Cái dáng này rất ít có của dòng Swatch luôn, hầu như là Swatch with Thụy Sĩ của nữ á là ít có cái kiểu mà điều điệu vậy lắm nha mọi người. Đây, bản kim ngỗng cho em, mặt bên trong của nó là mặt vàng luôn. Đó, rất là đẹp, dáng vuông. Con này là dạng lắc, dáng vuông cho em nè. Rất là đẹp nha, tông vàng với lại đen. Tông vàng với đen cho em. Size con này là size 24. Nhưng cho 28. 24 nhưng cho 28 cho em luôn con này. Đẹp má la. Cái con này nè mọi người, những cái mắt dây á là về Sam để nguyên vị cho mình nha. Đó, về Sam để nguyên vị cho mình nha mọi người. Rồi ở đằng sau, cái đen đen này là gì đây? À, dơ thôi. Rồi ở đằng sau cho em nha, Swatch with Thụy Sĩ nguyên khối cho em nha. May đồng hồ nguyên khối nên là chỉ thay pin thôi, không có làm gì được hết trơn á. Đó, đẹp má la. Rồi lên cho em con này, con Swatch Thụy Sĩ này. Con này em bán cho mình với giá là 650. Mã nó sẽ là mã C2. Rồi lên cho em mã C3. Sao này nó cứ méo méo nha. C3 nha. C3 em lên cho mình một con của nhà con này đi. Con này là con Rukhiana. Rukhiana này em đã từng bán cái con full hợp. Nếu mọi người xem video của em nhiều và thường xuyên thì mọi người sẽ nhớ em có lên cái con hiệu Rukhiana mà 6 kim bình thường không có lộ nha, là đã 14 triệu mới nha mọi người. Là con đó nó còn táp á, nên mình mới biết con này nó không có táp, nhưng mà giá trị kinh khủng luôn. Size của nó là size 41,5. Size 41,5 cho em nha. Con này chống nước 100m, dòng Chonorap và hãng Rukhiana. Hãng này là nội địa Japan. Ý là hãng này là sử dụng máy nội địa Japan. Con này là bản 6 kim, làm lộ bánh răng ra hết giống như là cơ, nhưng mà nó là pin. Và những cái này, những cái số này là nó nằm, cái mặt là mặt trong suốt. Rồi cái số này nó nằm trên cái mặt trong suốt, nhìn thấy được bên trong lộ ra luôn. Đó, 6 kim cho em nha. Ở đằng sau là đít xoáy nha mọi người. Đít xoáy còn nguyên số seri, chống nước 100m. Đó, con này là dáng của Rolex nhưng mà làm lộ mặt như cơ luôn. Làm như cơ luôn nha mọi người. Và ở đằng sau nè, đó, đằng sau dập hiệu Rukhiana cho em con này. Con này là núm, núm vặn cổ chai, rất là kín nước nha mọi người nha. Rồi xong rồi mình xài xong rồi mình lại vặn vào, trước khi tiếp xúc với nước là mơn vặn vào như vậy nè, thì nó mới kín được nha mọi người. Để em coi coi cái đây nó chạy nha. Đó, rồi lên cho em con này. Con này mới nó cũng mười mấy triệu đó mọi người, phức tạp lắm. Con này em bán cho mình với giá là 1 triệu. 1 triệu nha mọi người nha. 6 kim lộ như thế này luôn cho em. Mã nó sẽ là mã C3. Lên cho em mã C4 nha. C4 em lên cho mình một con của nhà, con ISL hộp này đi. Đẹp chưa? Đây full hộp cho em như thế này nha. ISL hiếm khi có hộp, về là hầu như không có hộp không mà. Hiếm lắm, con này có hộp nè. Có khăn lau nữa. Sổ sách nè, catalog từ lưa nha. Đó, rất là đẹp luôn. Khóa dập hiệu nè. Đó, chuẩn nguyên khúc này là hết đúc hết nha mọi người. Đeo tới là không, tới đời con đời cháu cũng không hư được bộ vỏ thép đúc nha mọi người nha. Con này là máy Thụy Sĩ. Con ISL này rất là nhiều loại hàng. Có con nó sản xuất tại Nhật thì nó sẽ lắp ráp bộ máy Nhật luôn, nó vẫn là hàng chính hãng nha mọi người. Mà con này là nó là Thụy Sĩ nè.
Đó. Nó sản xuất tại Thụy Sĩ luôn, nó Thụy Sĩ luôn á mọi người. Đằng sau nó còn nguyên tem đích như vậy cho em. Đây, Swiss Made có biểu tượng của ESL nè. Cái này chính gốc của thằng ESL tại Thụy Sĩ sản xuất luôn. Nguyên tem đích cho em. Vỏ thép đúc, dây khóa hiệu, có mắt dự phòng luôn. Con này nó là mọi người nhìn dáng nè. Đó. Cái dáng của nó là nó ôm vào tay nha, ông cong ôm vào phơm như vậy. Đeo như là đeo băng đôn, băng bản đôn vậy đó. Đeo như đeo bản vậy đó. Rất là đẹp, khi đeo lên tay mọi người nó sẽ ôm thành một phơm, không có chạy tới chạy lui, không có lật qua lật lại. Nguyên một phơm ôm như vậy cho em luôn, nguyên một bản luôn. Nhìn như kiềng nhưng không phải kiềng. Đó, nó mới là hay. Vẫn cắt mắt bình thường được nha mọi người nha. Đây lỗ nè, vẫn đóng qua cắt mắt bình thường được. Con này là không phải loại đóng. Con này là đích là vặn nha. Vặn ốc là cắt mắt đó mọi người. Rồi lên cho em con này đang chạy cuộc chuẩn Ocala máy Thụy Sĩ luôn. Xịn sò của nhà ESL. Con này em bán cho mình với giá là 1 triệu 2. Chuẩn hàng Thụy Sĩ ESL luôn, sản xuất tại Thụy Sĩ luôn nha. 1 triệu 2 full hợp cho em, mã nó sẽ là mã C4. Lên cho em mã C5. C5 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là nó đẹp. Cái dáng này là dáng của Hulot đó mọi người. Dáng vuông trên dưới nè. Xong rồi là tròn lục lăng, là dáng của Hulot đó mọi người. Tán đinh lục lăng luôn nè. Đó, tán đinh lục lăng luôn. Bản này là bản 7 kim, cơ 7 kim nha. Cơ 7 kim cho em, dáng ngu lót đẹp má la luôn. Size con này là size 42,7 ngang. Dọc nếu mà em đo tới cái rãnh, em đo từ đó cái rãnh này nè. Em đo hai cái rãnh này thôi thì là 44. Còn em đo luôn càng nha. Luôn cái càng này nha là 53. Đó. Con này là dây da đà điểu khóa bấm em hay. Đà điểu phần mặt chân em hay bao đẹp. Đó. Cái này dây này là hay rất đẹp cho mình luôn, liên kết luôn. Rồi ở đằng sau mông nè. Đó. Con này còn cái tem nha. Lột cái tem này là mới cống còng cong luôn nha mọi người. Em chưa có lột, em để nguyên cho mình á, bộ máy đời mới bây giờ đó. Con này của hãng Kogu Italy hiệu Ý nha. Automatic chống nước bay cho em lộ mông. Đẹp, mở ra là nó mới lắm nha. Tại em không muốn mở ra, em để cho mình về mình tự mở á. Con này cơ automatic 7 kim, có hỗ trợ có tay. Lộ trước, lộ sau. Dáng vuông hulot, dáng vuông mặt lục lăng, dáng hulot. Có một chiếc duy nhất thôi, dáng rất đẹp. Và con này là bóng, ở dưới này là bóng nha. Ở trên phần này là dạng nhám mà màu của màu bạc á mọi người. Màu bạc á. Rồi lên cho em con này, không đẹp không lấy tiền luôn. Kim dạ quang, cọc dạ quang cho em. Con này em bán 2 triệu. Mã nó sẽ là mã C5. Lên cho em nha, con C5 đó là đẹp rùng rợn, đẹp chấn động luôn. Rồi con C5, con C6 cho em nha mọi người. C6 em lên cho mình con su này nè. Đồng hồ su nè. Cái này là biểu tượng người phụ nữ cái gì nè. Hay là bà mẹ gì đó. Nói chung là em không có bên nước ngoài nên không có biết cái bà mẹ này. Size con này là size 32. Size 32 cho em, vỏ bọc vàng đẹp má la. Núm đính đá xanh, đằng sau còn nguyên tem đích bản kỷ niệm gì năm 1987. Su cổ, hàng su cổ cho em nha. Bao cổ luôn, bên hông răng cưa cho em như thế này. Đó. Dây là dây zin luôn nha mọi người. Dây zin luôn của hãng Coravin nè. Hãng này là bao đẹp luôn, đẹp má la luôn. Su cổ cho em nha. Xe 32. Đồng hồ su hiếm lắm mọi người, lâu lâu về được mấy chiếc chứ không có thường xuyên. Đó, dây zin nguyên bản, lần đầu tiên su về dây zin luôn á. Rồi lên cho em chiếc này nha.
Chiếc này em bán cho mình 1 triệu đồng hồ xu vàng cho em nha mọi người. Những cái con này mới nó mắc tiền lắm. Mà hàng cổ là mang giá trị thời gian mà. Cổ nhưng mà nó lại còn nguyên tem đít như kiểu chân vậy. Rồi con này em bán cho mình là 1 triệu mã C6. Lên cho em mã C7 nha. C7 em lên cho mình một con của nhà Casio Edifice. Full hộp cho em luôn. Về sau để nguyên vậy. Còn tát nữa nè. Mã 5 EF539D nè. Catalo đầy đủ. Đây. Đẹp quá. Bình thường là vàng phối với vàng hồng, cái này là màu thép đúc trắng phối với vàng hồng vẫn đẹp. Size con này là size size 46. Size 46 cho em nha mọi người. Bản 6 kim chrono wrap chống nước 100m, một góc lịch xéo cho em. Cọc số nổi hết nguyên nha. Đó, kính khoáng cứng. Dòng Casio họ làm là những cái con mà bự như vậy nè là toàn bộ là làm được kính khoáng hết, kính khoáng cứng hết. Rồi dập hiệu Edifice cho em. Ở đằng sau đít xoáy cho em như thế này. Chống nước 100m nha. Mã là EF539, còn mã vạch bên trong luôn đó. Dây đúc nguyên con, đẹp má la luôn. Xung quanh này là đờ mi vàng hồng nè. Rồi cọc kim và cái viền của cái những cái này là màu vàng hồng. Kim này màu vàng hồng cho em. Một góc lịch xéo nè. Con này nhìn đàn ông mà nó sang á mọi người. Kim dạ quang nha, cọc số dạ quang hết cho em luôn. Con này không còn điểm nào mà để chê nữa. Rồi con này em bán cho mình với giá là 1 triệu 2 full hộp. Mã nó sẽ là mã C7 cho em nha. Lên cho em mã C8 mọi người ơi. Mã C8 em lên cho mình con này. Con này là con Mitro nè. Mitro Horlands hiệu Pháp Paris nè. Con này là sản xuất tại Pháp luôn nha. Đây tên ghi chữ France Pháp đây. Sản xuất nghiêm ngặt tại Pháp luôn. Và sử dụng bộ máy Thụy Sĩ, chứ không phải sản xuất tại Nhật đâu. Made in Pháp nè. Và sử dụng bộ máy ETA Thụy Sĩ cho em luôn. Vỏ bọc vàng siêu dày và dây hạt gạo dài nha. Dây dạng hạt gạo dài dán lắc cho em luôn. Size con này là size 25. Đeo đẹp không không sang là em không lấy tiền mọi người nha. Không sang là trả lại em luôn nha. Rất đẹp luôn mọi người. Dán này nó lấy dán của Raymond Weil á. Rất đẹp. Rồi sản xuất nghiêm ngặt tại Pháp. Đồng hồ mình sản xuất nghiêm ngặt tại Pháp. Và mấy Thụy Sĩ cầm vào nó khác liền luôn mọi người. Đẹp thực sự luôn nha. Đó. Và đang chạy bộ máy ETA của Thụy Sĩ luôn. Con này em bán cho mình 800. Không lấy là tiếc tiền tiệt luôn. Mã nó sẽ là mã C8. Lên cho em mã C9. C9 em lên cho mình một con của nhà Diesel. Dáng vuông huyền thoại. Những cái con này nè ít gặp lắm. Rất ít gặp. Vì sao? Vì đây là dáng vuông. Và bên trong nó là một cái niềng. Cái niềng nó là y chang. Ví dụ mọi người đừng có nhìn cái gọng ở ngoài. Mọi người nhìn ở trong thôi. Giống như một cái đồng hồ vậy. Cái niềng này là cái niềng xoay của cái đồng hồ tròn ở ngoài. Mọi người hiểu không? Nó kết hợp giữa tròn và vuông với nhau. Đó là mọi người nhìn cái niềng xoay bên trong nè. Là nó dùng cái niềng xoay của cái đồng hồ bên ngoài luôn. Bỏ vào đây luôn. Bốn góc nó làm trong suốt. Dây là dây em thay nè. Và khóa là khóa zin nha. Dây thay khóa zin. Size con này là size 44 ngang. Dọc là 42,6. Đây mọi người nhìn nè. Bốn góc nó tán mấy cái đinh mấy cạnh nè. Đó, và bên trong nó làm cái niền xoay y chang như cái đồng hồ nhét vô vậy đó mọi người đó. Rất là đẹp luôn nha. Một góc lịch 3 giờ cho em con này. Rồi ở đằng sau nè, đít bắt ốc chống nước là 150m. Chống nước 50m nha. Núm dập hiệu vỏ thép đúc nguyên con cho em luôn. Dây da bò em thay màu choco và khóa là khóa zin của nhà nó. Con này là đẹp má la luôn và rất là ít gặp. Dán ít gặp cực kỳ. Kim dạ quang cho em luôn nha. Rồi lên cho em con này.
Con này em bán cho mình 1 triệu. Mã nó sẽ là mã C9. Lên cho em mã C10. C10 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là dáng dây hạt gạo middle mi đẹp. Độ mới cao khủng khiếp luôn nha mọi người. Đẹp má la luôn á. Đây. Con này là con hiệu Zacot. Zacque nè. Zacque Eho hiệu Pháp Paris nè mọi người. Đó. Zacque nè. Eho hiệu Pháp Paris nè. Ở đằng sau cho em như thế này nha. Biểu tượng hai cái lá lúa hai bên. Đó. Chống nước nắp 30m. Để 18 caron nè. 18 caron cho em nha mọi người ơi. Máy Thụy Sĩ nè. Máy sưu huyết Thụy Sĩ nha. Con này nước vàng rất mới, độ mới cao. Nhưng mà ở đằng sau nó hơi bị chỗ này nè. Đó. Nó bị lấm tấm chỗ này đằng sau nha. Đó, ngoài ra ok la hết luôn. Này là dạng lắc đờ mi hoặc gạo size 25. Nó làm dáng vuông mặt tròn á. Làm đờ mi á. Rất là sang. Nếu mà mình không quan trọng bên trong, đeo nó úp lại như vậy không thấy nha mọi người nha. Phơm tay con này là 16 đổ về. 16 đổ về cho em dây hạt gạo. Có dây có dập hiệu nè. Rồi lên cho em con Thụy Sĩ hạt gạo đờ mi này. Bình thường nếu mà không bị gì là nó phải 700-800 ngàn á. Nếu bây giờ nó hơi lắm tấm chỗ đó nên em bán cho mình với giá 550 thôi. Thụy Sĩ luôn nha. Mã nó sẽ là mã C10. Lên cho em mã C11. C11 em lên cho mình một con của nhà. Con này đi. Bữa trước em có lên một con Erin. Một con Erin hai máy rồi đó mà. Mọi người mua rồi, ai hỏi hết cái này thì lấy cái này nè. Con này cũng là Erin hai máy luôn nè. Đó, mà chống nước 200m lận nè. Nó là bản Euro Risk gì đây nè. Thể thao 1864 phải không nè. Ừ, 1864 cho em nha. Cái này giống như đồng hồ hải quân, đồng hồ hàng không vậy. Size con này là size 42. Size 42, tổng cộng nó có 4 núm chỉnh. 1, 2, 3 và 4 núm này. Em đã 9 giờ và chạy rất là ok nha. Chuẩn ngày, chuẩn giờ hết cho mình rồi. Về mình chỉ việc đeo thôi. Khóa dập hiệu USA Erin cho em, dây thép đúc. Ở đằng sau mông đít xoáy nha. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây đồng hồ nè. Có hình máy bay nè, đồng hồ. Đồng hồ A-Boss hay A-4 nè. Đồng hồ hàng không mọi người ơi. Đồng hồ cái gì? Không quân. Đồng hồ không quân 1864 USA số series đầy đủ nha. Con này mới là mười mấy triệu con này á. Kim dạ quang hết nha mọi người nha. Sử dụng hai máy kim và điện tử. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 1 triệu. Mã nó sẽ là mã C11 cho em. Lên cho em C12. C12 em lên cho mình một con của nhà đi đón trời nha. Nguyên một con của nhà Dolce Time, Dolce Gabbana. Full hộp hàng hiệu cho em luôn. Dây hộp trong và hộp ngoài như thế này. Cái túi nè. Túi da xịn sò nguyên sổ luôn. Đó. Tặng nó cũng đẹp nữa. Rồi lên cho em con này. Con này là con Dolce Full xoàn nha. Full xoàn, bên này là chữ Dolce D&G. Có xoàn. Và bên này là chữ D&G thép đúc nha mọi người, mic rất lạ luôn. Rồi dây nè, dây dập hiệu cho em. Chỉ có cái hãng này nó mới làm cái chữ hiệu D&G trên thân dây. Mọi người hiểu không? Chỉ có cái hãng này nó mới làm thôi. Đó, nên là chỉ khi mọi người đeo vào là người ta nhìn bên hông cộng dây mọi người là người ta biết mọi người đeo hàng hiệu D&G rồi. Đó. Rất sang luôn, mọi người lên tay là rất là sang nha. Phơm dây con này là từ 16 năm đổ về cho em luôn.
16 năm đổ về nha mọi người. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 800. Con này có hộp 800 cho em, dáng rất đẹp. Mã nó sẽ là mã C12. Lên cho em mã C13. C13 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là pin kim trôi nha mọi người, của hãng Fanstem. Pin kim trôi cho em luôn. Có nghĩa là mọi người đeo pin nhưng mọi người cảm giác nó giống như cơ. Dành cho những khách nào mà mình rất muốn đeo cơ nhưng mà mình ghét là mỗi lần mình đeo mình chỉnh giờ, mỗi lần đeo phải lên cót, rồi mỗi lần đeo phải là đeo thường xuyên, không đeo là phải để lâu là nó chết, là phải chỉnh giờ, thì lấy con này nha mọi người nha. Con này là nó hội tụ là vừa pin, vừa là pin là nó sẽ đúng giờ, và vừa chạy kim trôi cho mình cảm giác nó giống như đồng hồ cơ. Đó, size con này là size 41,5 ngang, dọc của nó là 45,3, dáng vuông mặt tròn bầu. Cái này là của nó là, cái này của nó là chỉnh niềng nè, xoay nè, mình chỉnh được cái niềng bên ngoài nè, để mình canh giờ nấu đồ ăn hay là canh giờ tập thể thao vậy đó. Còn cái núm này là chỉnh này cho em nha, rất là đẹp mọi người, nhìn cây kim giờ và kim phúc của nó rất lạ luôn đó. Còn thông số ở trong để cho mình dễ nhìn phút hơn nè. Con này đẹp, kim màu cam, cam thể thao. Rồi khóa dập hiệu zin của nhà nó, dây zin dập hiệu luôn nha. Mông ở đằng sau còn nguyên tem đích chưa lột nha mọi người, còn nguyên tem đích chưa lột, chống nước 5 ATM, số seri đầy đủ. Dây may viền, dây nó còn bấm lỗ thông hơi để mà mình đeo tránh bị bí á mọi người. Rồi lên cho em con này, con kim trôi, pin kim trôi và lạ, đọc lại như thế này, em bán cho mình 900. Mã nó sẽ là mã C13 cho em. Lên cho em mã C14. C14 em lên cho mình một con của nhà con Su này đi. Con này là của hiệu T-shirt nha mọi người nha. T-shirt Su cho em nha mọi người, hàng hot hòn hột đó. Size con này là size 32,9 là 33 đó. Size 33 cho em nha. Dáng đồng xu cổ, máy Thụy Sĩ V8. Ở đằng sau, đằng trước của nó nè, nó là bản King, bản nhà vua. Đây là King nhà vua của Hawaii nè. Đó, 1883 năm 1980 nè. Đẹp quá mọi người ơi, đồng xu có hình nhà vua thời Hawaii. Size con này là size 33, núm đính đá cho em bên hông sọc đồng xu nè. Đó, đã đồng xu hiếm mà còn đồng xu Thụy Sĩ của nhà vua nữa. Đây, dây da đà điểu nè. Rồi ở đằng sau, những cái hàng cổ là hoàn toàn không có in gì ở đằng sau hết. Mở máy ra mới là máy Thụy Sĩ nha. Hình như em nhớ em có chụp máy đem cho mình coi. Đây máy nó nha mọi người nha. Đó, dập hiệu T-shirt nè, Thụy Sĩ dập hiệu T-shirt nè, Suzuki V8 nè. Máy đẹp má la luôn đó. Rồi lên cho em con này, chạy đúng giờ luôn nha. Da đà điểu em thay và khóa là em thay. Con Su Thụy Sĩ của T-shirt nhà vua này, con này em bán 2 triệu. Mã sẽ là mã C14. Lên cho em mã C15. C15 em lên cho mình con này. Con này con cơ, ê con pin. Con này là đồng hồ pin 6 kim. Nó lấy dáng của thằng Flying Tiger á mọi người. Mọi người biết cái hiệu đó không? Cái hiệu đó là nhiều hãng nó làm cái dáng nó lắm. Dáng này là rất được nhiều người ưa chuộng. Size 44,5 cho em. Bên hông nó làm, viền ngoài nó làm lục lăng, bên trong nó làm băm nhuyễn nè, hoa văn băm nhuyễn cho em. Ra Lucy hiệu Ý cho em nha. Bản 6 kim, kim dây chính của nó là kim này, và kim này là kim thể thao. Đó, ứng nút nó mới chạy kim thể thao. Một góc lịch xéo nha. Đó, rất là đẹp luôn. Bản 6 kim,
ở đằng sau nè, đít vặn theo kiểu lục lăng luôn, chứ cũng không phải vặn theo kiểu thông thường. Cái này tí em lột ra cho mình. Đó, chrono wrap watch nè, chuẩn thép đúc nè. Đó, chống nước 5 ATM nha mọi người nha. Dây và khóa là em thay. Dây và khóa là em thay, đẹp má la. Kim dạ quang nha mọi người. Đó, một góc lịch xéo. Nói chung là cái dáng này là gọi là sao ta? Dáng huyền thoại. Cái thằng Bezonet cũng làm dáng này. Cái thằng Mert cũng làm dáng này luôn. Nhiều thằng làm dáng này lắm, rất là đẹp. Trắng đen mix với nhau như thế này. Rồi lên cho em con hiệu ý 6 kim thép đúc. Con này em bán cho mình với giá là 1 triệu. Mã nó sẽ là mã C15 nha. Lên cho em mã C16. C16 em lên cho mình một con của nhà... Của nhà... Nhà nào đi? Con này đi. Con lắc vàng má la này đi. Con này là con Westa nha mọi người. Westa Thụy Sĩ cho em bên trong đính. Đính full xoàn xanh. Bên trong đính full xoàn xanh cho em dây hạt gạo đờ mi mạ vàng, bọc vàng chứ. Đó. Rồi ở đằng sau nè. Máy Thụy Sĩ nè, 18 carat nè. Mạ vàng, bọc vàng 18 carat nha. Một còn nguyên tem đít luôn, có dấu, có ký hiệu luôn. Đó. Máy Swift luôn, số seri đầy đủ luôn. Khóa dập hiệu luôn nè. Đó. Size 25-26 nha. Dạng lắc. Đeo như đeo vàng thật vậy đó. Đó. Đeo như đeo vàng thật luôn. Đẹp má la luôn. Phơm tay con này là từ 16 đổ về. Con này em bán một góc lịch lọc nữa nha mọi người. Thụy Sĩ có lịch luôn nha. Con này em bán cho mình với giá là 800 full xoàn xanh, 18 carat bọc vàng luôn. 800 nha, shop khác người ta bán triệu mấy không á mọi người. Mã nó sẽ là mã C16. Lên cho em C17 nha. C17 em lên cho mình một con của nhà Tu Don Cô. Con này em thay khóa bướm và em đuổi lại cho mình bộ khóa zin của nó. Con Tu Don Cô thép đúc đờ mi vàng hồng cho em nha. Niềm khía như thế này hai bên nè. Đó. Còn cọc số bên trong, cọc số nổi vàng, màu vàng hồng nè. Kim màu vàng hồng và một góc lịch lọc cho em nha. Size con này là size 46,3. Size 46,3 cho em, dây là dây da đà điểu. Khóa bướm em thay, trả lại cho mình bộ dây khóa zin. Đây, đó là hiệu Tu Don Cô. Chống nước 5 ATM. Số seri đầy đủ. Đó. Nhìn rất đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 900. Mã nó sẽ là mã C17. Lên cho em mã C18. C18 em lên cho mình một con của nhà... Con này đi. Con này là con Senko mặt tím violet dạng trong. Tím violet dạng trong nha. Nó dọi bóng đèn vào. Bóng đèn nhà em nó dọi bóng đèn vào trong á. Đó, rồi xung quanh của nó là hoa văn. Hoa văn như vậy cho em. Cái số cũng số viết hoa văn. Con này là Senko năng lượng. Size con này là size 23,5. Năng lượng không cần phải thay pin. Vỏ thép đúc. Khóa dập hiệu Senko. Ở đằng sau mông nó như thế này. Đó, Senko Sola cho em nha. Size con này là size 24-25. Rất là cưng, mặt tím violet trong suốt. Đó, kính thủy luôn cho em nè. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Mà còn được giá ok nữa. Dây khóa dài. Rồi con này em bán cho mình với giá là 550. Mã nó sẽ là mã C18 cho em. Lên cho em mã C19. C19 em lên cho mình một con của nhà Phô Siêu. Một con của nhà Phô Siêu cho em full hộp sổ.
Đây. Đó. Cơ automatic lộ mông, lộ trước, lộ sau cho em. Còn nguyên siêu dập hiệu nè. Cái này toàn bộ là nguyên siêu hết nha mọi người. Cái này cũng còn nguyên siêu. Dán vuông bầu 4 góc. Đó. Đẹp má la luôn, lộ trước, lộ sau như thế này. Automatic. Cơ automatic. Ấy lộ trước chứ không phải lộ sau. Lộ trước nha, để em cho coi cái giá ở trên thị trường nè. Đây. Giá thị trường là 9 triệu mấy nè. Cơ automatic nè, nó là bản Fossil Ripson nè. Đó, số series là 98180. 9 triệu 630. Size 42. Size 42 con này. Con này của em không khác gì mới chưa. Đó. Rồi lên cho em con này nha. Đẹp thật sự luôn. Cơ automatic có hỗ trợ có tay. Nhìn mặt rất là đàn ông và sang. Rất là sang luôn. Đó. Con này đáng lẽ em bán lâu rồi mọi người. Bữa trước em bán 2,8 triệu á. Khách cọc xong rồi là như kiểu không có tiền lấy á mọi người. Cho nên là bỏ luôn. Bây giờ em bán cho mình 2,5 triệu nha. Trừ cọc của khách 2,5 triệu cho em. Mã nó sẽ là mã C. C bao nhiêu đây? Tự nhiên quên mất cái mã luôn. C19 cho em. Lên cho em mã C20 nha. C20 em lên cho mình con Lancer. Con này bữa trước em có lên một con mặt bự, em bán rồi. Bữa nay có con mặt nhỏ. Con này là con Lancer ở trên dập, ở dưới dập luôn. Hiệu Pháp Paris cho em, máy Swiss mát Thụy Sĩ, dây đồ mi vàng rất là đẹp. Ở đằng sau như thế này nha. Đó, Swiss mát nè. Lancer nó có rất là nhiều. Mà có một, có cái máy Nhật, có cái máy Thụy. Con này máy Thụy luôn nè. Sản xuất tại Pháp luôn á. Size con này là size 24-25. 24-25 dạng đồ mi cho em rất là đẹp. Cưng thì rất là đẹp ha, nhìn nó sang. Lên cho em con này, mít đồ không bao giờ lỗi thời nha. Trên dưới màu vàng. Con này em bán cho mình là 650 nha. Cái nhỏ nó nhẹ rẻ hơn cái bự một xíu. 650 cho em. Bữa trước cái bự em bán 800 hay nhiêu á. Mã nó sẽ là mã C20. Lên cho em C21. C21 em lên cho mình một con của nhà này. Con này em thay bộ dây da đen lại cho mình, dành cho khách nam họ muốn mua đều đeo được. Mặt huyết đỏ nè, bên trong có chong chóng quay vòng vòng như vậy cho em. Rất là lạ luôn, full xoàn nha. Full hai hàng xoàn luôn. Size con này là size 46,4. Những cái con này, những cái shop khác họ bán rất là mắc. Họ nói những cái đá này là đá Swarovski. Xong rồi họ cộng vào tới gần 2 triệu một con, hơn 2 triệu một con. Trong khi em bán có triệu mấy à. Da đà điểu cho em khóa bấm nha. Rồi ở đằng sau như thế này. Còn nguyên tem đích của hãng Rukhiana. Hãng này là mới mười mấy triệu nè. Rồi chống nước bay tem cho em nha mọi người nha. Số series đầy đủ. Da đà điểu khóa bấm em thay. Và em sẽ trả lại cho mình một bộ dây khóa zin của nó nha. Đó. Con này nam nữ gì đeo được hết. Nữ thì phải nữ thức to giống em vậy đó mới đeo được. Rồi lên cho em con này. Con này em chỉ bán cho mình có 1,3 triệu thôi. Người ta bán 2 triệu mấy á. 1,3 triệu cho em full xoàn nha. Mã nó sẽ là mã C21. Lên cho em C22 nha. C22 em lên cho mình con này. Con này là con tép nót đá ceramic nè mọi người. Tết nót đá ceramic kính sapphire. Kính tràn viền sapphire cho em. Size con này là size 33. Size 33 nha. Mít ở đây nè. Ceramic mít với lại thép đúc nè. Khóa dập hiệu cho em tết nót. Ở trên này cũng vậy luôn. Ở đằng sau cho em như thế này. Đó. Thép đúc nè. Senesis and ceramic nè. Kính sapphire nguyên khối nè. Rất là đẹp luôn nha. Size 33. Lên tay cho em nè. Đó, má la chưa. Thêm chiếc nhẫn nữa. Rồi lên cho em con này. Dây rất là dài luôn. Con này em bán cho mình với giá là 800. Ceramic kính sapphire 800k cho em. Mã nó sẽ là mã
C22, lên cho em C23. C23 em lên cho mình một con của nhà, con này nha mọi người ơi. Con này dây zin của nó nè. Đó, em sẽ gửi lại cho mình màu nâu gạch. Em thay cho mình một bộ dây da đà điểu màu xanh navy. Thay cho mình một bộ dây da đà điểu màu xanh navy cho em, khóa dập hiệu. Đó, bên hông nè, nó làm băm băm nhìn rất là khỏe và sang. Đó, cái núm nhỏ này nè, núm nhỏ này mình dùng cái cây nhọn á, mình chọt để mình chỉnh cái lịch ngày cho em. Chỉnh cái lịch ngày này nè. Đó, automatic nha, con này là kim 24, 12, 24 giờ là phân biệt là sáng tối nè. Đó, kim xanh navy trong như là thủy tinh vậy. Ở đằng sau cho em như thế này, cái hiệu của nó dập trên cái kính luôn nha mọi người. Chuẩn thép đúc auto cho em, chống nước 5 tem. Cái này là tem đích chưa lột nha, lột ra là ken luôn nha mọi người. Lột ra chùi cái là hết sơn luôn, là ken men luôn á. Vỏ thép đúc bọc vàng hồng cho em nha. Cơ automatic có hỗ trợ có tay, cọc số la mã. Mọi người nhìn nè, bên hông nó làm cái mặt sâu ở trong không? Nhìn rất là đẹp, vừa hầm hố vừa sang. Đó, dây em thay vào khóa zin. Con này là thật sự là nó đẹp, nó sang, không có gì để nói nó luôn á. Đó, rồi lên cho em con này nha. Con này em bán cho mình với giá là 1.800.000. Người ta đang bán 2.1 triệu, 2.2 triệu ấy, mọi người. 1.800.000 cho em con này, không đẹp không lấy tiền. Trả cho mình thêm bộ dây zin nữa, là tặng thêm mình bộ da đà điểu đó. Mã nó sẽ là mã C23. Lên cho em mã C24. C24 em lên cho mình một con của nhà, con này là con gì đây? Con này là con của nhà Orient. Orient nè, còn tem đích nè, có ký hiệu bọc vàng RB nè. Từ từ em coi cái. Không có ký hiệu, nhưng mà nó mạ thôi, nó mạ vàng thôi nha. Dây đồ mi cho em, size này size 23-22 nè, dạng lắc. Đó, dạng lắc rất là đẹp. Con này em bán cho mình 300. Mã nó sẽ là mã C24. Lên cho em C25. C25 em lên cho mình con Swatch quý thụy sĩ cơ automatic nè. Con này là con cơ nha mọi người. Swatch quý thụy sĩ cơ automatic lộ mông, một góc lịch 3 giờ. Cây kim nó không có kim dây, mà kim dây nó chính là cái bánh răng này nè. Cái bánh răng đang quay và mũi tên là kim dây nha. Vỏ thép đúc cho em, dây zin nguyên bản, khóa zin nguyên bản luôn. Dây này dây màu xanh nè, xanh ngọc đen á mọi người, xanh đen á, ta gọi là xanh đen. Đó, dây này xanh đen cho em nha. Vỏ đúc nguyên con, đằng sau lộ mông thụy sĩ, 23 chân kính, có đá ruby luôn, có bánh đà dập hiệu Swatch Whip luôn nha. Máy này máy 3 tầng nè. Đó, số series Genesis bên ngoài nè. Đó, Swift bên ngoài nè. Con này quá đẹp luôn, không đẹp không lấy tiền mọi người luôn nha. Size con này là size 37.2. Size 37.2, dây zin nguyên bản cho em. Nam tay nhỏ, nữ thích to đeo. Cơ thụy sĩ nha, bộ máy cơ chất lượng luôn á. Có hỗ trợ có tay. Con này em bán cho mình với giá là 1.500.000. Đây, đẹp, sáng rưng bưng luôn. Độc lạ, kim dây không có, có bánh răng nha. 1.500.000 cho em cơ thụy sĩ. Nó rẻ còn hơn là máy Nhật luôn á. Mã nó sẽ là mã C25 cho em. Lên cho em mã C26. C26 em lên cho mình con ai nha. Ai nè, nổi tiếng là cao su mượt như nhung á, nó mướt như nhung vậy đó mọi người.
Đây, con này là có nhiêu hết nhiêu. Con này là con ai màu xanh rêu cho em nha. Xanh này là xanh đẹp, không còn gì để nói, xanh thời thượng. Size con này là size 38,9. Em đo cả cái ghìa này ha. Kim núm vàng và bên trong này là kim vàng, chữ này vàng cho em luôn. Khóa nè, khóa dập hiệu cho em ở đằng sau. Đằng sau mông nó là bằng thép đúc. Dây của nó dập hiệu, nó dẻo đừ lừ luôn nè. Dẻo, rất là dẻo luôn nha. Và nó mướt như nhung vậy, rất là đẹp. Đeo rất là êm tai. Cái này đeo đi tập gym nè, thể thao, đồ đi bộ, đồ đi chơi hàng ngày cũng được. Êm lắm, đeo như cảm giác không có đeo vậy đó. Rất là êm luôn. Đó, rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 600. Mã nó sẽ là mã C26. Lên cho em C27 nha. C27 em lên cho mình một con của nhà con này là con Rotno hiệu Ý, Vono hiệu Ý, Chono Rap, chống nước 100m nha mọi người nha. Tất cả những cái đuôi kim này là đều là đuôi kim đỏ hết, lọc lá hết, chống nước 100m, một góc lịch xéo. Nhìn mặt nó đàn ông mà nó lọc lá, nó đỏ đỏ kiểu gì á. Size con này là size 40 nha mọi người. Size 40 cho em. Khóa dập hiệu, mắt dây nó rất là xịn luôn. Mọi người nhìn mắt dây nè, dây đúc mà nhìn mắt dây nè. Những cái này giống như là cái bản lề vậy, cái bản lề của cái cửa vậy mọi người. Đó. Rồi ở đằng sau nè, đít xoáy cho em nha, chuẩn thép đúc Rotno, chống nước 100m. Mông nè, núm nè, dập hiệu B cho em luôn. Rồi lên cho em con này. Khóa này là khóa dĩa động dạ quang nha, kim có dạ quang. Rồi con này em bán cho mình với giá là 800. Mã nó sẽ là mã C27. Lên cho em mã C28. C28 em lên cho mình con này. Đây, con này là con y đâu là cái hiệu nằm ở đây nè, thầy kim nó che. Con này là con Eleren nè. Eleren là hãng Rano, thương hiệu hoàng gia, có cái vương miện á mọi người, thương hiệu hoàng gia. Rồi đít còn nguyên tem, đít chưa lột luôn. Con này chống nước là 100m, dòng Chono Rap, bản 6 kim, kim đỏ nè, kim dây thể thao kim đỏ nha. Một góc lịch xéo cho em, viền đính đính đây mình xoàng sáng bưng, mặt khảm trai xà cừ. Size con này là size 36,3, là 36 đó mọi người. Núm nè, núm đính kim cương luôn, rất là đẹp. Đó, đằng sau đít xoáy kính nước, chống nước tận 100m, da đà điểu em thay, khóa zin của nhà nó. Hàng này là xịn sò luôn, con này không có gì để nói luôn á mọi người. Quá đẹp, rất đẹp. 6 kim, size 36, dành cho nữ. Nam là phải nam tay nhỏ lắm mới đeo được nha. Rồi con này em bán cho mình với giá là 800, bản 6 kim xà cừ da đà điểu. Mã nó sẽ là C28. Lên cho em mã cái gì đây? Mã C29. C29 em lên cho mình con này đi, con oval này nè. Con này là con Charles Jordan. Charles Jordan cho em dây đúc nè. Đó, dây dập hiệu cho em, mặt oval, một góc lịch 3 giờ. Size con này là size 32, nhưng cho 40,3. 32 nhưng 40,3 cho em. Kim này kim lọc lá nha mọi người nha. Con này như nó bị hết pin hay là sao nè. Để cái này em lên xong mà em sẽ thay pin nha. Rồi ở đằng sau dập hiệu cho em như thế này. Đó, chống nước bay tem Jordan, Charles Jordan. Mắt dây rất đẹp. Miếng hai bên nhá, mới giữa bóng nè. Đó. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 700.
mã nó sẽ là C29. Lên cho em C30. C30 em lên cho mình con này. Đây, con này là con lắc đờ mi của hãng Marie Kelly hiệu Pháp. Đờ mi mặt đen nha, cọc kim bên trong đen màu vàng nha. Ở đằng sau còn nguyên tem đích, có ký hiệu GB nè, ký hiệu GB mạ vàng và ký hiệu mạ vàng trắng nè. Hiệu Pháp cho em nhờ, máy dập ben nha, dạng lắc nha mọi người, mới cống công công luôn, rất là đẹp. Hiệu Pháp, bọc vàng trắng, size 16 năm độ về ha, dây dài. Rồi con này em bán cho mình với giá là 500. Mã nó sẽ là mã C30. Lên cho em C31. C31 em lên cho mình con này là con In The Friend nè, Chrono Wrap cho em nha mọi người. Dáng vuông mặt tròn, khóa bấm, dây thép đúc nguyên con, đứt sâu nè, dập bên mo. Đó, chuẩn thép đúc chống nước 100m. Size con này là size 39,5, nhưng cho 39,8 là gần 40 vuông. Đó, dáng vuông mặt tròn, cái niềng ngoài của nó màu đen, mix vậy với cái mặt trắng rất là đẹp. Trắng đen, 6 kim một góc lịch xéo nha. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 750. Mã nó sẽ là mã C31. Lên cho em mã C31. Ấy lộn, C32 nha. C32 em lên cho mình một con của nhà Clut. Con Clut này là nó làm dáng của DW nè. Con Clut này hôm bữa em bán có những con còn hộp, còn ví, còn bóp á. Con này là về không có hợp ví gì nha. Size 38 cho em nè. Vỏ nó là vỏ bọc vàng, dáng y hệt DW nha. Cọc kim vàng hồng cho em ở đằng sau nè. Đó, dập bên mo chống nước 3 ATM. Khóa zin, dây da bò choco em thay. Da bò bên em bao bời, mọi người khỏi lo nha. Rồi lên cho em con Clut này. Clut này em bán cho mình 400. Rẻ ơi là rẻ, đẹp ơi là đẹp. Mã nó sẽ là C32. Lên cho em C33. C33 em lên cho mình con này. Con này đẹp quá mà nãy giờ quên. Con này là con diesel kính tràng viền cho em nha. Trời, diesel kính tràng viền hiếm lắm mọi người. Bữa có con một con của Nam nè. Con này là dạng như vừa size 35 nè, 35,3 nhưng cho 38. Size này là nam nhỏ nữ to nè. Đó, lên tay cho mình coi. Kính tràng viền thủy cho em như thế này, đẹp má la luôn. Một góc lịch 2, góc lịch 3 giờ 2 lịch luôn nha mọi người, chứ không phải một lịch nữa. Đuôi kim của nó là đuôi kim dạ quang nè. Đó, kim dạ quang cho em, nhìn mặt rất đẹp và sâu luôn. Nhìn nó sâu vào bên trong, rất là sâu. Đó, núm dập hiệu cho em nha. Đó, mọi người nhìn cái kính nó dày lên như vậy nè. Đó, kính nó kính tràng viền dày lên như vậy nè. Khóa dập hiệu chuẩn thép đúc ở đằng sau cho em như thế này luôn. Rồi, lên cho em con này, đẹp khủng khiếp. Con diesel thép đúc này em bán 1 triệu nha. Bữa trước em bán cái con tràng viền kia tới 1.650.000 đồng của Nam á. Mát lắm luôn. Con này size nó vừa nhỏ nhỏ nên em bán có 1 triệu thôi. Mã nó sẽ là C33. Lên cho em C34 em lên cho mình một con của nhà. Con này là con năng lượng cho em, Riruno năng lượng Solatech, chống nước 100m, dây đờ mi vàng, vỏ viền vàng. Ở đằng sau cho em như thế này, solar năng lượng, không cần phải thay pin, không cần phải tốn tiền pin hàng năm, chỉ cần mình để sạc đèn ha. Mình sạc đèn cho nó có năng lượng và mình đi hàng ngày là nó có năng lượng đó. Không đeo nữa thì mình đóng kính tủ lại giùm em. Lên tay rất là đẹp luôn. Những cái da con đờ mi này là nó sẽ không bị lỗi thời. Phôm tay 16 đổ về ha. Con này em bán cho mình với giá là 450. Mã nó sẽ là mã C34 cho em nha.
Lên cho em C35 nè. C35 em lên cho mình một con của nhà. Con này đi. Con này là con hiệu Sion Mife gì nên là con này là hiệu nội địa Nhật á. Mặt choco cho em, mặt màu nâu choco đẹp sáng ngời luôn. Size con này là size 35,8 là 36 nha. Dành cho nam tay nhỏ, nữ thích to hoặc mấy chú đeo. Rồi ở đằng sau như thế này cho em luôn. Chuẩn thép đúc luôn. Số series đầy đủ, có hình lá lúa nè. Bản đồ nữa nè. Đứt xoáy đàng hoàng, dây đúc nguyên con, khóa bấm nha. Đúng ăn chắc mặt bền là con này đó, kim già quang luôn. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình 500. Mã nó sẽ là C34, ấy lộn nhầm, C35 nha. Rồi lên cho em C36 nha mọi người. C36 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con Senko Spirit vỏ bọc vàng nguyên con, dáng huyền thoại nha, sử dụng bộ máy 4K21, chống nước 5 ATM. Đây, dây da dập vân trúc em thay nè mọi người ơi. Xe 23 nha. Xe 2223 cho em vỏ bọc vàng, dễ thương lắm nè, mấy cái tay nhỏ nhỏ đeo rất là sang. Rồi lên cho em con này em bán 350 của Senko chính hãng Spirit. Mã sẽ là mã C36. Lên cho em C37 nha. C37 em lên cho mình wood nè. Combo wood. Wood đang chạy nha. Wood này không có dây, màu đồng. Wood này có dây nè, có viên, có hình bản đồ nè mọi người. Bản đồ rồi các nút để bên ngoài kim đỏ nè. Đang chạy luôn nha, có dây. Và wood này là wood dạng móc khóa nè. Mình về mình móc vào cái chìa khóa đó mọi người. Hoặc là mình để nhà, để bàn, đem đi du lịch đồ á. Khóa bấm nè. Đó, để vậy nè. Kim ngỗng nè, đang chạy luôn nha. Mà cái da của nó dọp rồi nha mọi người. Rồi tổng cộng 3 quả wood này. 3 quả wood này em bán cho mình với giá 300. Một trái wood này là đủ rồi mọi người. Mã nó sẽ là C37. Rồi C38 cho em nha. C38 em lên cho mình con Bow Smith này nha mọi người. Em trải cho mình một bộ dây jean. Con Bow Smith bản 6 kim này nha mọi người nha. Kính Meka cho em luôn. Size con này là size 40. Cái kính nó không được mới lắm mọi người, đánh nó cũng không có lên. Nó làm gì là làm gì à. Nó kiểu lì lì vậy á. 6 kim cho em, da bò em thay nè. Và em trả lại cho mình bộ dây jean của nó. Khóa dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau nè. Đằng sau rất là đẹp nha. Có hình tòa nhà tùm lum tà la hết trơn á. Đó. Số series đầy đủ luôn nè. Dập bên mo nè. Mà mỗi cái kính nó lì lì sao á mọi người. Rồi lên cho em con này, có ô lịch 3 giờ luôn, có giờ quang luôn. Con này em xả luôn 400 ngàn, lấy cái máy 6 kim là đủ tiền rồi nha. Mã nó là C38. Lên cho em C39 nha. Đây chiếc lắc nè. Lắc thời trang của hãng Yasit. Còn nguyên tem đích luôn. Lắc này màu nhám nhám giống như màu titan vậy. Đây. Đó, chiếc lắc nè của hãng Yasit. Chiếc lắc này em bán 300 nha, đeo đúng là dịu dàng luôn á mọi người. 300 cho em, mã nó là C39. Lên cho em C40. C40 em lên cho mình con này. Con này là con Kalaosa cho em nha, máy Thụy Sĩ nè. Không, Kalaosa máy Nhật. Size con này là size 33. Vỏ mạ vàng, còn nguyên tem đích. Da bò dập vân mai viền em thay và khóa là em thay. Đây, đeo rất là sang. Mấy cái con này là mix đồ, không có đồ nào mà không hợp chứ, rất là dễ mix. Đó. Rồi con này em bán 350 nha. 350 cho em C40.
Rồi bây giờ em qua trang sức, mà trước khi qua trang sức em có hai chai nước hoa nha mọi người, nằm trong thùng về đó, em không có chét, em thấy nằm trong thùng đồng hồ, không hề chét giá chét gì hết trơn á. Đây con này là con rắn hiệu Kilian, con rắn hộp rắn luôn đó. Cái này nằm trong thùng nha mọi người, nó không có quá đơn hay là cái gì, thành ra mình không, em không có check là như thế nào, em chỉ có test mùi là thơm thôi, ý là nó không có giấy tờ á, thành ra mình không có check được. Thơm, mùi thì rất thơm đó. Đây núm nè, dập nè, đó dập cho em nè, xung quanh nè, cái này còn có tem nè, ở bên này nè, đó giống như còn nguyên vậy mọi người, đầy căng luôn nè, còn nguyên nha. Đó nằm trong cái thùng đồng hồ của em, một hộp này có đúng duy nhất một hộp này, em bán tù mù bán đại chứ em không có biết, em không có chắc giá, nhưng mà em biết giá nó mấy con này mắc lắm, nhưng mà do nó nằm trong thùng á mình không biết như thế nào, thành ra không có dám bán cao. Con này em bán 800 thôi, 800 thôi nha, chứ không có dám bán 2-3 triệu như người ta. 800k cho em, mã nó sẽ là mã C41. Rồi C42 cho em, là có một chai này cũng như vậy luôn, nằm trong thùng đồng hồ về, có một chai vậy đó, cứ chung chai vậy đó. Cái này xài rồi nè, cái này xài rồi nè, còn nhiêu đây nha. Cái này là Louis Vuitton Rose Divine. Đây là ở cái đích nó là gì nè. Đó, đích nó là gì nè cho em. Che bằng thủy tinh. Đích nó như vậy nha. Cái này chai này nhìn cái phần này là mình biết là nó có xài rồi nè. Dập hiệu Louis Vuitton trên này. Rất là thơm luôn. Không biết diễn tả làm sao mà thơm sang. Đó. Rồi chai này là còn 2/3. Xài hết một phần rồi nè. Đó. Rồi em bán chai này, chai này em bán 700 đi, 700 nha, bán đại C42. Rồi em lên tiếp tục cho mình cái trầm nè, C43 nha. Cái trầm nguyên hộp như vậy, có cái dây để cho mình thay thế nè. Trầm bao thơm luôn, trầm thơm khủng khiếp luôn. Đó, cái trầm này là đeo là má la luôn nè. 16 ly nha, trầm tròn 16 ly nè, người ta làm tròn que hết trơn luôn rồi nè. Thơm lắm, thơm vĩnh cửu. Cái trầm này là nam đeo có 16 ly thì em nghĩ là nam đeo, đeo luôn là má la luôn. Đó, cái trầm này em bán 500 nha, full hộp. C43, C44. Tiếp tục cho em cái trầm. Đây. Đây, trầm này là trầm trầm sánh. Trầm sánh mà nó làm theo dạng đốt trúc á mọi người. Cắt cái kiểu đốt cây tre trúc á. Thơm, rất là thơm luôn nha. Đó, đẹp không, từng cái vân vân của nó rất là đẹp nha, đúng đẹp luôn. Cái này tặng là má la luôn, full như vậy cho em. Có cái hộp rất là cưng, hộp gắm này rất là cưng. Đồ quên đo cái độ ly nữa, 12,5 ly nha. Đây, có dây nữa nè. Rồi cái trầm này cho em, cái trầm này cũng 500 luôn đi, C44. Rồi C45. C45 cho em cái kiềng cổ nè. Vòng kiềng cổ cho em nè. Có khóa nha, à, có cái này nè, đó, mình mở ra như vậy nè. Mở ra như vậy cho em. Rồi đeo vào cổ. Rồi vậy là xong rồi đó, khỏi gài gì mà mức phức tạp. Cái này y chang như mấy cái đồ mà củi hồi môn đám cưới mà
người ta cho cô dâu gì đó mọi người. Cái này mình đi đám cưới được là nha, má la nha, mặc nguyên cái đầm xong rồi xách cái này lên, đeo cái này lên cổ, hoặc là cái gì bộ áo dài cũng được nữa, xách cái này lên cổ đó. Hoặc ngày thường mình đeo cho chủ nợ yên tâm nha, bao đẹp luôn. Đây nè, có một viên xoàn ở đây nè, hình bông mai nè, xung quanh xoàn nhỏ li ti nè, rất là đẹp. Cái này titan mạ vàng nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đi tiệc là má la. Rồi cái vòng này, cái kiềng này, cái kiềng này em bán 450 thôi, C45, C45 450, giống như số trùng vậy người ta. Rồi nha, tới C46 nè, tới cái kiềng này nè, cái kiềng đó y chang kiềng này mà cái này là đá đỏ đó, thích đá nào lấy đá đó. Đây cũng gỡ ra như vậy luôn, xong gài vô nhọn ơ vậy đó, xong đẹp cực kỳ luôn mọi người. Đi tiệc là má la thực sự luôn, sáng bừng bừng luôn, titan mạ vàng nè, rất đẹp nha. Cái mặt, mặc cái bộ đầm hoặc cái bộ dài để lên là bao ngay luôn, nhìn quý phái liền luôn. C46 cho em 450. Rồi C47 mọi người, C47 lên cho em cái set này, em làm cho hình bộ đi cho nó nhanh nè. Cái này là ngọc trai, ngọc trai thật cho em, và nó phối với lại hai miếng đá xà cừ chung vào hình trái tim khung titan nè. Cái đầu khung này là khung vàng non nè, khung vàng non cho em. Xong rồi làm trai hồng nha, trai này trai màu hồng nè, trai gạo màu hồng, trai bự cho em. Đeo cái này, đeo cái này là một bộ nha. Đó, mix charm nha, charm trai hồng nguyên cái luôn. Bữa trước em bán cái này 300, cái này 250 là 550. Mình mua nguyên bộ em tính mọi người 450 thôi, nguyên bộ luôn nha. 450 cho em C47. Rồi C48 cho em nha. C48 cho em cái cọng này. Cọng này là bị vía rồi, em xả cọng này luôn nha. Cọng này bữa trước 400 đó, xả vía cho mình 270 luôn, lỗ luôn nha mọi người. Dây lụa vàng titan 18k với cái mặt ru xì xoàn nè. Cọng này cho em 270 đi, xả vía nha. C48. Rồi C49 cho em nha. C49 cho em cái cọng này. Cọng di này là em còn một cọng, em xả luôn, xả luôn cho mình luôn. Bữa trước 550, bữa nay xả 400 cọng này nha. Di hồ lô rất là hiếm, di hồ lô màu xanh rất là hiếm, di ba mắt phối với nhau nè, di hồ lô ba mắt xanh phối với nhau nè, xong rồi phối với lại mã não từ lưa từ la nè. Đó, 2, 4, 6, 7 viên di nè. Rồi xả luôn 400 nha, C49. Rồi C50 nha, C50 cho em. Dây chuỗi đá cẩm thạch tự nhiên nè. Đây, dây chuỗi cẩm thạch tự nhiên cho em nha. Cọng này người ta bán 1,5 triệu một cọng á. Đá cẩm thạch tự nhiên mắc lắm luôn. Đá cẩm thạch xanh nè, vặn như thế này cho em luôn nha. Rồi cái dây chuỗi này cho em, cẩm thạch đá tự nhiên. Đó, em bán cho mình với giá là 600 thôi, người ta bán 1,3 triệu. Mọi người có thể đi coi những cái shop trang sức siêu nhiều, rồi bán rất là cao. Rồi em bán cho mình có 600 thôi. C50, C51. C51 cho em nha mọi người. Cọng này bữa trước bị bơm nè. Đây, cọng này là bạc 950 nha, bạc 925 là xưa rồi, giờ tới bạc 950 luôn nè. Nguyên cọng luôn á mọi người. Nguyên cọng luôn nha. Đẹp má la luôn nguyên cái cọng này. Bạc 950 đeo không có sợ bị đen mà hút gió rất là tốt, ai mình thủy là đeo rất là tốt nè. Đó, xả vía cho mình luôn 750. Xả là không có lời luôn á, mang bảo đảm mình luôn, bữa trước bán 900 á. C51 cho em. C52 nha. C52 cho em cái cọng titan vàng 18k không rỉ nè. Cọng dây này không có rỉ đâu nha mọi người. Với lại mặt titan nè. Đó, mặt titan cho em đẹp không? Cái bộ này rất là chất luôn á mọi người, nghe em lấy bộ này đi. Về không
không đẹp trả tiền em trả lại cho mọi người nha, bao đẹp luôn nha mọi người. Bữa trước là cứ lên cái cọng này người ta đòi lấy cái cọng không à, còn cái mặt em phải phối cọng lại em bán nè. Đó rồi nguyên set nè, em bán cho mình 450 thôi, bữa trước là 700 đó mọi người, xả luôn á. 450 cho em nha, C52 lên cho em, C53 nha, C53 em lên cặp xoàng này nè. Cặp này là cặp xòa, cặp bông nha, cặp bông nụ khung titan vàng hồng, đít đẩy, đít nó có hai cái đít luôn nè. Đó, đít đẩy cho em nè, khung titan vàng hồng cho em cái cặp bông xoàng, cặp bông nụ này nha. Cái bông nụ này kích cỡ của nó là 7,7 ly. Cái này mà xoàng môn size là chịu mấy rồi, 7,7 ly là 8 ly đó mọi người. Cái bông này, bông này em bán cho mình 200 thôi. Cặp bông này đeo đẹp má la luôn, 200 cho em nha. C54 cái những này những su bin size 6 nè, những su bin nhìn như xoàng luôn mọi người, đẹp như xoàng nha. Size 6 nè, ngón này đeo cũng vừa luôn, sáng ngời ngời luôn nha. Đây, những su bin mà nó sáng như xoàng luôn mọi người, bền màu, những su bin titan bền màu. Đó, đẹp quá à. Chiếc này em bán 220 luôn. C54. Rồi C55 cho em nha, C55 cho em chiếc này. Đây là Lucky 3 màu, một cái màu vàng, màu trắng, bạch kim, có con tỳ hưu. Rồi một cái con tỳ hưu này là màu vàng hồng. Hai con tỳ hưu, một con màu vàng. Không phải, hai con tỳ hưu, một con màu hình như màu vàng hồng, hình như ba màu, hai màu thôi. Hai màu thôi, không có màu vàng hồng nha. Màu vàng với lại màu trắng. Hai con tỳ hưu. Những đây bi nè, bi này bi đặc hết nha, không có bi nào bi bọng hết. Đây. Rất là sang và đẹp luôn. Vừa tài lộc nữa. Đẹp má la luôn. Cái này là tăng đưa lên xuống theo phong thay nè. Rồi cọng này em bán cho mình là cọng bi này, hai con tỳ hưu này em bán cho mình 300. Cọng này là C55 cho em. Rồi C56 cho em. Bây giờ mấy chiếc nhẫn này em xả hết nè. Chiếc này của nam nè, chiếc này của nam size 8 size 9 nè. Chiếc này size 8 size 9 nè, em xả hết nè. Bữa trước là xả 200 mà đã xả rồi đó. Rồi 150 luôn, 150 ngàn cho em. Những titan vàng của nam bền màu, đính xoàng rất là đẹp luôn nha. Có 150 thôi. Còn một chiếc này xả luôn. C56 C57 cho em. C57 cho em cái lắc này, cái dây chuyền này cho em mà. Dây chuyền bông có đính xoàng nè. Đẹp chưa? Dây này y chang như là cho người ta hay cho cô dâu vậy á. Trong mấy cái đám cưới á là mọi người biết là nhìn như vàng thật luôn. Đó, nó đẹp như vàng thật luôn. Cái này là đi tiệc, đi tiệc đám cưới đi gì nè, đeo cái này lên mặc bộ đầm là má la luôn nha. Đó. Rồi cộng này em bán 400. C57 C58 C58 lên cho em cái mắt chim ưng nè. Mắt này mắt chim ưng nè mọi người ơi. Mắt chim ưng cho em cái chuỗi này. Size 13-14 ly. Size 14 nha, 14 ly mắt chim ưng cho em. Đẹp không còn gì để nói luôn, bóng loáng bồng loang luôn. Cưng xỉu chưa? Cộng này cho em 500, C58. Rồi C59. C59 lên cho em cái cộng này. Cộng này của nhà Subin nè mọi người ơi, mix những cái đá này lưu xoàn luôn nha. Màu trà, màu tím violet, màu đỏ đô, màu vàng, màu xanh rêu, màu trà, màu tím violet, màu đỏ, nó cứ lặp lại như vậy á mọi người. Đây. Khung là khung titan nè. Rất là sang luôn.
đeo rất là đẹp, thật sự nha mọi người, đẹp má la luôn á. Thêm một chiếc nhẫn rất là bao đẹp, rồi khóa gài ở đây nè, khóa như khóa đồng hồ vậy á đó. Xoàng bao bự luôn. Cộng này em bán cho mình với giá là 300. Đẹp má la C59, C60. C60 cho em cái dây này, dây ngọc bích nè. Dây này dây ngọc bích cho em, dây chuỗi ngọc bích. Đây mọi người nhìn nè, khóa là mình vặn lại như vậy nha. Đó, vặn lại là xong. Dây chuỗi cổ nha, chuỗi cổ ngọc bích này cho em 8 ly. Rồi cái chuỗi này em bán cho mình với giá là 700 thôi, người ta bán 1.000.000 á, 700 cho em nha, C60. Rồi C61 nha, C61 cho em cái chuỗi nè, cái di nè mọi người, cái di này có cái tua rua ở đằng sau nữa nè, bọt phối 3 viên bạch ngọc nè. Đây cái di này đẹp má la luôn nè, di cổ cho em nha, bao cổ luôn. Đó, dây này không biết chừng nào mới hư được. Dây này dây màu candy nè. Đó, rồi cái này em xả luôn cho mình 350. Xả luôn nha, di nha, C61, C62. C62 cho em cái set trai này nè, xả luôn cho mình nha, set trai tím màu xà cừ nè, set trai màu lông cong cho em. Đó, khóa nè, khóa nè, vòng cổ và chuỗi em xả luôn cái set này. Bữa trước em bán cái set này là 600 hay gì đó, bữa nay em xả luôn cái set này 450, cả cổ cả vòng luôn 450. C62, C63, C63 cho em nha. Những này những su bin, những su bin size 6 nè, đẹp má la luôn. Đây, những titan như xoàng luôn, như xoàng bonsai luôn, sáng bừng bừng luôn. Su bin size 6 nha, đẹp khủng khiếp, sang khủng khiếp. Mà mình muốn mình không mua triệu mấy, mình mua rẻ rẻ đeo được. Rồi chiếc này cho em nha, em bán chiếc này 250. Thôi 220 thôi. 220 nha, bao đẹp cho mình luôn. C63. C64 cho em chiếc này. Chiếc này là size 7 nè. Chiếc này cũng titan mà nhìn như sàn bonsai luôn, đẹp khủng khiếp. Sàn bonsai là chiếc này phải 8 ly đó. Size 7 cho em nha, đẹp khủng khiếp luôn mọi người ơi. Đeo ngón nào cũng đẹp. Rất đẹp. Rồi chiếc này cho em nha, em bán chiếc này cho mình là 230 thôi. C64, C65 cho em nha. Cái vòng này vòng đá cẩm thạch nè, vòng đá cẩm thạch này ly nhỏ, ly này ly nhỏ, bé đeo cũng mượt nè, còn hoặc là cổ nhỏ đeo cũng được. Cái vòng cẩm thạch này em bán 350 thôi. C65, C66 cho em nha. C66 em còn hai chiếc này, một chiếc size 9, một chiếc size 10. Chiếc này nó đẹp như thép đúc vậy mọi người, titan vàng, titan mạ vàng mà nó mướt như thép đúc luôn nha. Có một viên xoàng ở giữa, những này của nam. Mọi người nhìn nó trong nó mướt như thép đúc vậy đó. Đây nè. Ở trong soi gương luôn. Sáng đẹp. Em còn đúng hai chiếc em bán xả luôn. 160 một chiếc, bán lỗ tình tinh luôn. Xe 9, xe 10 lấy xe nào báo em. C66. Rồi C67 nha. C67 em còn chiếc của Subin. Chiếc này là size 6 nè. Chiếc này chiếc của Subin nè, màu vàng hồng cho em, có viên xoàng xanh ở giữa nè. Đó, đẹp má la luôn. Đẹp chưa? Đó. Rồi xả luôn 200 nè. C67, C68 nè. C68 cho em chiếc này của Subin size 6 luôn nha. Hình giọt nước. Hình giọt nước đeo rất là cưng, nhỏ nhỏ dễ thương. Xả luôn cho mình là 200 luôn. Xả luôn 200 nha, bao đẹp như xoàng luôn. Đó. C68. Rồi C69 cho em nha.
C69 có cái bông này. Em có cái bông này. Em bán 50.000. Đó, cưng không? C69 nha. Rồi, em xin kết thúc video này nha. Nhớ nha mọi người, bên em chuyển khoản cọc chốt đơn, bên em không có chốt, không có chuyển khoản, không có chốt mà khi mà chưa có cọc lại em không có chốt đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.